YouTube của Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý của ngày hôm nay. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp tới Nga. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho hay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất vui khi nhận lời mời của ngài và ông ấy sẽ đến Kazan vào ngày đã định. Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Vương Nghị nói với Tổng thống Putin trong cuộc gặp hôm 12 tháng 9. Ông Vương Nghị đã có chuyến thăm Nga từ ngày 11 đến 12 tháng 9. Trước đó, ông đã tham dự cuộc họp của các đại diện cấp cao phụ trách vấn đề an ninh của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS tại thành phố Saint Petersburg. Tại cuộc gặp, ông Putin nhấn mạnh Nga và Trung Quốc cùng nhau duy trì các nguyên tắc về một trật tự thế giới công bằng và dân chủ dựa trên pháp luật quốc tế, chủ quyền và bình đẳng. Các quốc gia có cùng chí hướng ở Nam Bán Cầu và phần lớn thế giới đều chia sẻ cách tiếp cận tương tự và hội nghị thượng đỉnh BRICS là một minh chứng. Tổng thống Putin cũng nhắc lại quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược giữa Nga và Trung Quốc là công bằng và mang lại lợi ích cho cả hai bên trong nhiều năm qua. Ông nói thêm, vào ngày 2 tháng 10 tới, hai nước sẽ kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. RT đưa tin, cũng trong ngày 12 tháng 9, tại cuộc gặp với ông Putin tại Saint Petersburg, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran Ali Amadian cho biết, sự hợp tác với Nga vẫn là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Masoud Pezeshkian. Về phần mình, ông Putin nói, trong những năm gần đây, quan hệ hữu nghị Nga-Iran đã đạt được thêm động lực. Theo ông, phần lớn này đều có được là nhờ sự ủng hộ liên tục của nhà lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei. Ông Putin cũng bày tỏ mong muốn Tổng thống Pezeshkian sẽ đến tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan vào tháng 10 và hai bên sẽ có cuộc họp song phương riêng. Trước đó, ngày 20 tháng 8, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường có chuyến thăm chính thức tới Nga theo lời mời của người đồng cấp Mikhail Mishustin. Ông Lý Cường có các cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Mikhail Mishustin tại Moscow. Các quan chức thảo luận về triển vọng phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung Quốc cũng như mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả năng lượng và công nghiệp xe hơi, đồng thời ký kết một số văn bản liên chính phủ. Chuyến công du Nga của Thủ tướng Trung Quốc kết thúc ngày 22 tháng 8 và diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 75 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Dưới sự chỉ đạo chiến lược của các nguyên thủ hai nước, quan hệ Trung Quốc-Nga đã vượt qua những xáo trộn bên ngoài và duy trì tăng trưởng lành mạnh và ổn định. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh, người phát ngôn cũng lưu ý, cơ chế gặp gỡ song phương vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác thực chất cũng như giao lưu nhân dân và văn hóa. Ông Trump từ chối tranh luận lần hai với bà Harris. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tranh luận lại với bà Harris bất chấp việc một số thành viên Đảng Cộng Hòa thúc giục ông làm vậy. Theo Politico, trong ngày 12 tháng 9, ứng viên Tổng thống Cộng Hòa Donald Trump đã lên tiếng phủ nhận khả năng tiến hành tranh luận lần thứ hai với Phó Tổng thống Kamala Harris. Sẽ không có cuộc tranh luận lần thứ ba. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social đề cập đến hai cuộc tranh luận trước đó với Tổng thống Biden và bà Harris. Vào ngày 11 tháng 9, đội ngũ tranh cử của bà Harris đã ngỏ ý muốn tranh luận lại với ông Trump, trong khi đài truyền hình Fox News đề nghị được tổ chức sự kiện này. Theo Politico, dù cả ông Trump và bà Harris đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc tranh luận trên đài ABC News, nhưng phần lớn các chuyên gia đều cho rằng Phó Tổng thống Mỹ là người làm tốt hơn. Kết quả thăm dò ngày 12 tháng 9 của Ipsos cũng phản ánh rõ điều này khi bà Harris đang dẫn trước ông Trump về tỷ lệ ủng hộ là 47%, 42%. Trước đó, đã có một số nghị sĩ Đảng Cộng Hòa thúc giục ông Trump chấp nhận tranh luận lần thứ hai. Những người này cho rằng đây là cơ hội để ông Trump truyền tải lại những thông điệp quan trọng một cách rõ ràng, điều ông đã không làm được trong tối ngày 10 tháng 9. Tôi nghĩ đó là một cơ hội tốt để đáp trả. Nếu tôi ở vị trí của ông Trump, tôi sẽ đồng ý tranh luận lần hai, Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Rick Scott cho biết. Một số nghị sĩ Cộng Hòa khác cũng cho rằng cuộc tranh luận thứ hai là thời cơ để ông Trump nêu bật những chính sách quan trọng, điều mà cựu Tổng thống Mỹ đã không truyền tải tốt trong cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9. Tôi nghĩ rằng ông Trump đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, nhưng quyết định có tranh luận lần nữa hay không phụ thuộc hoàn toàn vào ông ấy, nghị sĩ Cộng Hòa Tom Tillis nhận xét. Về phía ông Trump, cựu Tổng thống Mỹ nói rằng
sẽ chỉ cân nhắc tới việc tranh luận lần thứ hai với bà Harris nếu sự kiện được tổ chức bởi một kênh truyền hình công bằng. Bà ấy muốn tranh luận lần nữa vì bà ấy đã thua. Giống như một trận đấu quyền anh vậy, bạn muốn tái đấu ngay lập tức nếu thua. Tôi thường không nghĩ tới việc tranh luận lại bởi tôi đã làm tốt. Nhưng nếu sự kiện đó được tổ chức bởi một kênh truyền hình công bằng thì tôi sẽ tham gia, ông Trump cho biết. Ý kiến của cựu tổng thống đã nhận được sự ủng hộ từ các đồng minh thân cận. Họ cho rằng đài Fox News nên là bên tổ chức cuộc tranh luận thứ hai giữa ông Trump và bà Harris. Truyền thông Mỹ cho biết cuộc tranh luận giữa ông Trump và bà Harris đã thu hút được hơn 6-7 triệu người xem trên mọi nền tảng. Theo dự kiến, tới ngày 1 tháng 10, ứng viên phó tổng thống của hai đảng là Tim Walz của Đảng Dân Chủ và J.D. Vance, Đảng Cộng Hòa sẽ có buổi tranh luận trực tiếp trên đài CBS News. Phó tướng hé lộ kế hoạch của ông Trump về xung đột Nga-Ukraine. Thượng nghị sĩ J.D. Vance, phó tướng của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay tiết lộ, ông đã có đề xuất cụ thể nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt giao tranh giữa hai nước láng giềng ở châu Âu trong vòng 24 giờ nếu tái đắc cử vào Nhà Trắng. Gần đây nhất là tại cuộc tranh luận trực tiếp tối 10 tháng 9 với Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, người được chọn thay Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ năm nay. Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn cho chương trình phát thanh mới, ông Vance tuyên bố, để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine, trước hết, bạn cần một người mà ai cũng đều nể sợ. Bạn cần phải lo lắng rằng, nếu ông Trump hoặc bà Kamala Harris lại trời đừng để chuyện này xảy ra, nói điều gì thì họ thực sự có ý đó. Tuy nhiên, bạn tin ông Trump có khả năng đó, còn bà Harris thì không. Đó là sự răn đe. Khi được hỏi đề xuất hòa bình của cựu lãnh đạo Nhà Trắng sẽ như thế nào, phó tướng của ông Trump đã phác thảo một kịch bản ông tin có thể xảy ra. Ông Vance nói, đường phân danh hiện tại sẽ trở thành một khu phi quân sự, được bảo vệ nghiêm ngặt để Nga không tấn công lần nữa. Theo ông Vance, Ukraine sẽ giữ được độc lập và chủ quyền của mình, nhưng Nga nhận được đảm bảo về sự trung lập của Ukraine. Nước này sẽ không tham gia NATO hoặc các thể chế tương tự khác. Trong khi đó, việc tái thiết Ukraine sẽ chủ yếu do Đức và các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU, những nước bị ông Vance cáo buộc hậu thuẫn cho nỗ lực xung đột của Kiev, có trách nhiệm tài trợ. Theo ứng viên Phó Tổng thống của Đảng Cộng Hòa, Nga, Ukraine và EU đều muốn chấm dứt xung đột nhưng giao tranh vẫn tiếp diễn vì Tổng thống Mỹ đương nhiệm không làm được việc. Còn Phó Tổng thống Harris không biết mình đang phải làm gì. Ông Vance cáo buộc chính sách của chính quyền Biden hiện là phung phí tiền để giải quyết vấn đề với hy vọng Kiev có thể giành một chiến thắng quân sự mà ngay cả người Ukraine cũng nói là không thể. Theo thượng nghị sĩ đến từ bang Ohio, lập trường của ông Trump là vừa cứng rắn, vừa khôn ngoan và đàm phán để chấm dứt xung đột. Ông cũng chia sẻ bản thân cảm thấy phát ngán vì sự lãng phí sinh mạng của người Mỹ khi làm cảnh sát của thế giới, đồng thời chỉ trích chính sách hiện tại của Mỹ đối với Nga. Ông Vance từ lâu đã phản đối việc Washington tiếp tục tài trợ cho nỗ lực của Ukraine trong xung đột, cáo buộc Nhà Trắng không có kế hoạch khả thi cho chiến thắng của Kiev. Trong một bài xã luận trên tờ New York Times hồi tháng 4, ông lập luận rằng chiến thắng sẽ đòi hỏi nhiều quân hơn mức Ukraine có thể huy động và nhiều vũ khí hơn mức Mỹ có thể sản xuất. Theo dự kiến, tới ngày 1 tháng 10, ứng viên phó tổng thống của hai đảng là Tim Walz, Dân Chủ và J.D. Vance, Cộng Hòa, sẽ có buổi tranh luận trực tiếp trên đài CBS News.